chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thạc sĩ bác sĩ nội trú Trần Quốc Khánh, hiện đang công tác tại khoa phẫu thuật cuộc sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Như các bạn đã biết, ung thư hiện nay đang là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người dân trên toàn thế giới, trong đó cả Việt Nam mình, vì tính thường gặp của nó cũng như khả năng gây tử vong rất cao của bệnh lý ung thư. Ngoài ra, ung thư hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa rất là nhiều. Tuy nhiên, kiến thức của mỗi người dân chúng ta về bệnh lý ung thư còn rất là nghèo nàn và chưa được trang bị đầy đủ. Vì vậy, khóa học liên quan đến ung thư học này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản và cập nhật nhất liên quan đến bệnh lý ung thư. Qua khóa học, các bạn sẽ biết được các nguyên nhân chính gây ra ung thư, những dấu hiệu giúp các bạn có thể phát hiện sớm bệnh lý ung thư, các giải pháp giúp chúng ta có thể chẩn đoán sớm và chính xác được bệnh lý ung thư. Ngoài ra, ở khóa học còn cung cấp cho các bạn những nhóm bệnh lý ung thư chính hiện nay đang gặp hay gặp ở Việt Nam. Cuối khóa học đó chính là cung cấp cho các bạn những kiến thức về dinh dưỡng giúp chúng ta có thể xây dựng một cơ thể khỏe mạnh và dự phòng các nguyên tắc chính giúp dự phòng bệnh lý ung thư. Tôi rất vui được là người đồng hành cùng các bạn trong khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi học đầu tiên. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy
hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636 409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina, chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.